cọc, cô đi luôn cả một cọc. Tại vì đi với quy về so đấy, mình thực hiện hành động gì để cái mục đích đó, thường thường là bắt đầu mình dịch từ cuối câu trước xong đến mới đi mới đến quy về so. À, cho nên là ấy, ở chỗ này này, iru chỉ cô và iru chỉ cô sẽ có kro lo lo quy hệ cho đến tai hạn luôn, bắt đầu từ cuối câu. À, chia hai mảnh đề thôi, quy về so là nó tách cái mục đích của chúng ta nên cái câu này. Cho nên chính vì thế cái câu này ha là bắt đầu từ cô nhân sơ của tác giả thôi, còn không cũng không tác giả nữa. Tại vì cái quy hệ sơ nó là cả làm cái mục đích gì để thực hiện quy hệ sơ thì cái mục đích chúng ta phải dịch trước, cái hành động chúng ta phải dịch trước. À thì ở đây này, cả câu này thì nhân sơ tách ra chứ không nhân sơ thôi. Vừa biến hóa cái xã hội vừa biến đổi cái xã hội đa văn hóa, vừa gắn kết mang tính Iruchita để gắn kết nối hay là cái khác, kết nối mang tính thế giới, nỗ lực để tôn trọng cái nền văn hóa đa dạng. Mang tính thế giới đang nỗ lực để gắn kết cái nền văn hóa thế giới, nỗ lực để gì đây, để tôn trọng cái nền văn hóa đa dạng. Rồi tiếp theo nữa, giờ lên mà các kỳ quy hệ so, quy hệ so nâng. Ở đây người ta chia quy hệ sơ nâng, tức là người ta tách cái quy hệ sơ ra là chủ ngữ gắn nâng vật. Thì chúng ta tách cái từ cái quy hệ sơ trước, chúng ta vậy đây, dịch trước. À, để gì đây, có được một tấm lòng mở rộng. Thì ở chúng đây gần hôm hà cô có một mình đề thì cô từ ha cô thì dịch lên, thì chúng ta phải trải nghiệm cái văn hóa đa dạng từ khi chúng ta còn bé. Nó đơn giản thôi các bạn, đây là cô cứ dịch cuối câu dịch lên thôi. Cơn hôm muôn hoa tai dạng đó, từ cái cơn hôm mà dịch lên ngược lên đấy. Xong cuối cùng còn một ngữ pháp nào không? Hình như là không có một ngữ pháp nào hết, tới sen cất ha tà thì mới cuối đây. Ở đây không có một ngữ pháp nào hết, định ngữ thôi. Thì chúng ta phải suy nghĩ là phải cần nuôi dưỡng. À, chúng ta phải suy nghĩ là cái từ hôn lăng đấy. Các bạn đợi có một tí, cô lấy miếng nước. Thì bây giờ từ cái sen cắt kha tà ha, chúng ta phải suy nghĩ là phải cần huấn luyện nuôi dưỡng cái cảm giác mang tính thế giới. À, chúng ta phải cần nghĩ là gì đây, và cần suy nghĩ là phải cần thiết gì đây, huấn luyện và nuôi dưỡng cái cảm giác gì mang tính thế giới đó. Thì cả câu này nè, cô dịch luôn nè, dịch luôn cả câu ha. Trước tiên là quy về sơ, trước tôi gọi lặp lại nha. Để có được tấm lòng mở rộng đấy thì chúng ta phải trải nghiệm cái văn hóa đa dạng kể từ khi còn bé, và chúng ta phải suy nghĩ là phải cần huấn luyện cái cảm giác đó. À, cái cần huấn luyện và nuôi dưỡng cái cảm giác đó mang tính thế giới. À, cần nuôi dưỡng. À, tiếp tục. À, yochomon kukasahe so Seike shimin ushika kirun kan cho ha ko yinnde Irun wi hae so nun cho chung ko deung hakkyo e so da yanghan bangsik geuro seike shimin gyuyok geun jinji haeya hamnida. Dạo này quốc gia siwe hae so thì là cũng đang đẩy mạnh innente thôi, nó không có ngữ pháp nào thì chúng ta innente, chúng ta đi trước, nó innente nó phải cái này. Đang đẩy mạnh cái việc mà sợ, có cái sự nhận thức đối với cái công dân trên thế giới ở xã hội sao hay ở cái xã hội quốc tế này. À, đang đẩy mạnh hoặc đang gì đây, đốc thúc cặn cho ha tà đấy, hay là mình khác mình đẩy mạnh cho hay hơn. Đang đẩy mạnh cái việc cái sự nhận thức
Kaki đấy đang đẩy mạnh cái sự nhận thức về những cái công dân trên thế giới ở cái xã hội gì đây quốc tế này, thì để thực hiện cái việc như thế thì gì đây, chúng ta dịch ngược lên, ngược ở đây nó cũng không có một ngữ pháp lớn nào, thì chúng ta dịch ngược lên thì phải thực thi cái việc giáo dục đó, từ cái thực thi lên là chia sẻ này. À, thì phải thực thi cái việc giáo dục công dân thế giới với phương pháp đa dạng, từ từ là gì đây, từ trung học, từ từ tiểu học, từ trung học, từ cấp 3 đó. À, chúng ta dịch lên thì trung học tiểu học, thì bắt đầu chúng ta dịch từ cấp 3 lên thì nó không hay đúng không, thì chúng ta từ tiểu học chúng ta đi đi xuống tiểu học trung học cấp 3 đó, cả câu cuối cả câu đi lên nó rất là xuôi nè, các bạn thấy câu cuối thì cái xin xì. Chúng ta phải thực thi cái việc giáo dục đó, khiêu dục của tế xin mi này, giáo dục công dân thế giới bằng cái phương pháp đa dạng ở tại những trường học như là chồ tương kiêu, à chô chung kiêu, chô chô tinh hắc kiều, à vân vân vân, cổ tinh hắc kiều, chô chung cổ tư đấy đó, nó chỉ có như thế thôi. Chúng ta xác định cái mảnh đề như thế là chúng ta cuối cuối lên nó rất là gì đây, nó rất là dễ, như cái câu này nó rất là dài thân tót thần thọt ha, à đúng không, thì cái câu này cũng rất là thân tót thần thọt, nhưng nó chỉ có những cái dấu phẩy đó thì người ta chia mệnh đề cho chúng ta luôn này, nguy hê này. À thì nói cái chữ quy hê sờ nưng đấy, nếu như người ta chia nưng ra thì chúng ta sẽ dịch nó trước, còn không quy hê sờ nưng thì chúng ta sẽ dịch cái hành động nó đi lên quy hê sờ nưng đó. Đây nó chia là về quy hê sờ nưng thì chúng ta về đây chia ra vô chung mương ha, là có ưng nưng tại vô chung mương trước, thì tới ịt nưng tê nó có dấu phẩy thì cô dịch thì nưng tê chứ gì đây, thúc đẩy hoặc là đẩy mạnh cái việc đây, cái việc cặc kia này là cái việc nhận thức đấy, nhận thức ươi xít xì mi xì ke, à xin minh sẽ nghe, đó là cái việc nhận thức công dân thế giới với cái xã hội quốc tế hoặc là ở tại cái xã hội quốc tế, cái nào cũng được. Để thực hiện cái việc này y đương quy hệ sao, để việc cái thực hiện việc này thì bắt đầu cuối câu nó không có ngữ pháp nào, nó là định ngữ thôi, và nó có ề sơ ư đô này, thì chúng ta có thể bắt dịch là ngược cái, lên cái ề sơ cũng không sao cả, nó càng xuôi để cho chúng ta dịch xuôi lên, chúng ta không bắt từ cái ề sơ chúng ta dịch chứ cũng không sao, cuối câu thôi, chúng ta dịch thì cuối câu dịch lên cái ề sơ nó vẫn ok, vẫn khớp, vẫn đúng, và càng hay nó dịch càng xuôi này. À, để thực thi cái việc giáo dục của công dân thế giới này bằng cái phương pháp đa dạng ở tại những cái trường như tiểu học, trung học và trường phổ thông đó, cứ thế mà lên thôi, cứ cuối câu mà đi lên, xác định mệnh đề thì cuối câu mà đi lên, cuối câu mà đi lên thôi. Ở đây câu cuối cùng, chân xe kề đứng mù tê đô hoan tông ha đào mèn cúc chê sao hê chân chê cầm chê mù no từng nghe bê khân chi xích cân cả chú nô có gì chú dung hân gọt cả thái ô. Thì ở đây trước tiên nó có một ngữ pháp, không có một chủ ngữ nào, ngữ pháp là rơm, một ngữ pháp xong đến cuối cùng luôn, nó không có ngữ pháp nào hết, thì chúng ta dịch từ có cách thả dịch lên thì bạn nào dịch cho cô cái phần này, cuối cái phần này luôn đi, hay hai Thủy làm nốt cho cô luôn Thủy ha, nói câu ít thôi. Để làm nốt cho. Cái câu này thì mình sẽ dịch ký từ cái đoạn Hoan Tông Ha Rồ Miên này, để mà mở rộng cái hoạt động trên toàn thế giới ấy, thì dường như là cái việc quan quan trọng ở đó là chúng ta phải chuẩn bị cái kiến thức nền tảng về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa của cái xã hội quốc tế này, à, xã hội của xã hội thế giới. À đúng rồi, đó, đó, chúng ta cái dịch cuối câu dịch lên này. Thì gì đây, dường như chúng ta phải cần những cái việc như là sở hữu những cái việc việc với cái bên bên thân chi xít là gì?
À, chuẩn bị những cái nền tảng như là văn hóa, kinh tế, chính trị của xã hội quốc tế. Đó, thế thôi. À, và bây giờ đó, ok. Trời ơi. À. Để xác định như thế là chúng ta đi cái câu đó rất là dễ dàng. À, xác định cái ngữ pháp lớn đó các bạn. Đó, đi rất là dài, chúng ta đi ngược lên như cô nói, đi ngược dòng kim đồng hồ. À, chúng ta đi xác định mệnh đề. Cái câu này nó có mấy mệnh đề? Nó có 3 mệnh đề. Thì bắt đầu từ mệnh đề đầu tiên, đi ngược kim đồng hồ, đi ngược kim đồng hồ. À, và chủ ngữ thì bắt đầu mình dịch trước. Vũ ngữ là những câu ưng nưng, y ca nó đứng đầu câu, nó đứng đằng trước. À, rồi. À, cho nên là câu dài như thế nào thì bằng cách chúng ta dịch nhanh, chúng ta xác định nhanh mà nó chắc, nó nắm hết ý, bằng cách là chúng ta chia mệnh đề ra. Chúng ta học ngữ pháp rồi, nó có bao nhiêu mệnh đề các bạn biết đúng không? Mệnh đề là những ngữ pháp chúng ta nói kết hợp mệnh đề đấy. Và những ngữ pháp mà nói mệnh đề thứ nhất, mệnh thứ hai, chúng ta phải cần có những ngữ pháp thì chúng ta học cái này chúng ta biết ngữ pháp rồi đúng không? Chúng ta làm câu được thì đương nhiên tách mệnh đề cũng được. Tách mệnh đề ra là bắt đầu đi ngược dòng kim đồng hồ là ok ha. Rồi bây giờ nó sẽ có một cái đoạn văn dài ngoan ngoắt nữa ha. Bây giờ là tha hồ chúng ta luyện đọc cái chỗ này. À, thì đoạn văn này đa phần của các bạn. À, một đoạn văn mà chúng ta dịch nó rất là lâu. Thì bây giờ chúng ta phân ra mệnh đề, chúng ta sẽ có thể rút ngắn lại thời gian. Ví dụ trong câu này nè. Người ta ha, ngoan ngoắt người ta sẽ có một dấu chấm. Ở trong cái câu này có 3 dấu chấm. Mỗi dấu chấm là nó sẽ có mấy mệnh đề chúng ta gì đây? Tách riêng hai mệnh đề, chúng ta bắt một đề ngược lên, có đề ngược lên chúng ta. Hôm nay bài hôm nay chúng ta dịch thử thế sao. À, như thế là bắt đầu rút ngắn, chúng ta thấy cái thời gian nó đi ngắn lên và chúng ta thấy nó rất là xuôi chèo mát máy. À, nó không có gì khó cả. Rồi bây giờ tiếp theo cái phần này nó rất là dài ha. Trước tiên cô đi trước vào phần luyến âm thì cô không nói, nhưng phần có phần luyến âm thì cô sẽ nhắc nhở ha. Heo que chiếc tăng xe nâng chung bị ca tuyệt sừng ca. 저는 학교에서 해온 중국어를 사용해 보기 위해 처음으로 중국에 갔습니다. 중국은 문화와 성장이 빨라 미래 가능성이 높아 보았습니다. 세계화를 꿈꾸는 많은 기업이 중국에 진출하기 시작했기 때문입니다. 하지만 모든 것은 쉽지는 않았습니다. 비자 문제로 귀국해야 한 때도 있었습니다. 그러나 포기하지 않고 다시 도전했습니다. 제가 중국에서 다니는 회사는 독일 기업인데, 중국에서 살고 있는 외국인, 저 있는 này thì các bạn biết rồi đấy ha. À, 살고 있는, chỗ này được nhắc nhở rất là nhiều lần ha. 살고 있는 외국인의 다양한 경험은 중요하게 생각했습니다. 저 했습니다. Này, vì sao cô đọc했습니다 là cũng ok rồi đấy ha. Cô nói lần này là 88, 91 lần rồi ha. Kiếp mà gặp hết. À, 생각했습니다. 중국인 등화 비교해 부족한, à, vì sao cô 부족한 này ha. Cũng giống như 생각해. À, 비교해 부족한 언어 실력이지만 다양한 경험을 한 외국인이라는 점에서 좋은 점수를 받고 합격하게 됐습니다. Vì sao cái합격하게 thì chỗ này cũng giống như là như cô nói đấy, 8 lần, à 9 lần, 9, 8, 1 lần rồi đó ha. 생각했습니다. 부족한, 아, 부족한. Và kể cả hấp cơ khả kê đó, nó là một ký ức gặp hiếp. Tuyệt sử này ta. Hấp cơ cân hành huệ nâng. Huê sao ập mù rừng chạy xu yên hạ kỳ vị hê. Ở nơ công bù rừng của chúng hình hạ phụ ích sử này ta. In khoa công bù rừng cả chi hạ nâng có sân xích chi hạ sử này ta. Hai chế mà thì có tô chế ca bằng bằng chân hạ xu yên nâng kỳ huê là cô sen cất khả cô. Xem các khả cô cũng là cái hà này. À, xem các khả cô. Thương mừng nè sao, giờ xin mi hạ cô ít xin Sa xin Trung Quốc kể sao hôn trà, xem hoa làm ơn. Xem hoa làm ơn.
sen hoa rạo nên như hôm trước RNNM mà đứng trước cái thằng H này thì cái thằng H này hầu như đọc lắp đi, đọc giặc khắc ghê ha. Sen hoa rạo nên ý hệ hạ kỳ ở đâu muốn nó để muốn nè. Cô hăng ngủ đâu thủ ra khá cô xếp hết tên cho kỳ hăn tù bọn nì ý nà ớt xùm nì đà. À à, cho kỳ hăn tù bọn nì ả nì ớt xùm nì đà. Kỳ cúc cả chi xem các khăn trần đồ rô hiếm tư rất tân trở nâng. À, hiếm tư rất tân trở nâng cử nà ra e muốn nói rừng bạc ta tử đi nâng. Chà xe ca bù chốc khét tả nâng cỏ sơn. Kê tạ cô cứ muốn nói rừng yên nâng cử đề đô bạc ta tử đi kì xì chắc khét xùm nì đà. Cứ đơ chà. Nôn lạc kê đô cứ tương mạng nì cả chín muốn nói e. À cả chín muốn nói e. Chẳng chẳng mì bộ ý kì xì chắc khét xùm nì đà. Chân bù thơ xì ơn cỏ sơn ọp xùm nì đà. 저처럼 여러분들도 하나하나 준비하여 나와 다른 그들의 모습도 인정하는 마음을 가지고 도전한다면 성공적인 해외 취업을 할 수 있겠습니다. 아, thì ở đây cô nhờ một bạn hình như là nó có những cái viết âm đấy thôi trong cái bài văn này. Ký ức và ký ức là nhiều, ha. Còn hầu như là nó không có gì luyến âm nhiều cả, cho nên là cô đọc nhanh qua ha. Thì bây giờ cô nhờ một bạn, hai bạn chia ga nha. Cái đoạn này nó hơi dài, cô sợ là các bạn đọc nó hơi mệt. Thì bây giờ một bạn đọc cho cô tính cái chỗ mà hấp cất khà kê tuệ ớt xùm nì đà. Bây giờ Du Chinh đọc cho cô phần này trước đi. Nè, 저는 학교에서 배운 중국어 중국어를 사용해 보기 위해 처음으로 중국에 갔습니다. 중국은 변화와 성장이 빨라 미래 가능성이 높아 보였습니다. 세계화를 꿈꾸는 많은 기업이 중국에 진출하기 시작했기 때문입니다. 하지만 모든 것이 쉽지는 않았습니다. 비자 문제로 귀국해야 한 때도 있었습니다. 그러나 포기하지 않고 다시 도전 냈습니다. 제가 중국에서 다니는 회사는 더 긴 기업인데 중국에서 살고 있는 외국인의 다양한 경험은 중요하게 생각했습니다. 중국인들과 비교해 부족한 언어 실력이지만 다양한 경험은 한 외국인이라는 점에서 좋은 점수를 받고 합격하게 되었습니다. 됐네요. 아, 됐네요. 하, đọc nhiều quá, sợ hết. Đọc nhiều hết không? Đọc hết được không? Xem mà đọc hết luôn đi ha. Rồi. Tiếp. 학교 한 위에는 회사 업무를 장수행하기 위해 언어 공부를 꾸준히 하고 있습니다. 일과 공부를 같이 하는 것은 쉽지 않습니다. 하지만 이것도 제가 반전할 수 있는 기회라고 생각하고 틈을 내서 열심히 하고 있습니다. 사실 중국에서
con cha xe hoàn hà nhờ y hè ký ở đồ un muốn hà tề muốn nè cô cô hăng ở đó thổ ra khá có ship bắt tâm chật kỳ hăng tù bà ni án ni ở xin nì đà quý cục cái chi xem các hăng chẳng tổ đó hiếm hiếm tên đó tâm cho nên cứ nà đáy muốn hòa đơn đạt ta tư tử đi nên cha sẽ cái bố chấp hết ta nên có sân khe thạc cô cái thằng cô cứ muốn hòa đơn ít nên cứ tế đô đặt ta từ nỉ kỳ si chắc hết sân nỉ đà cứ rõ chắc nôn nôn răng răng nô rắc kế tô à nô rắc kế tô cứ thôn nà ni cái chín muốn hòa ế chẳng chấm mấy bồi kỳ si chắc hết sân nỉ đà chấm mừng bố thơ xuyên có sân ốp sân nỉ đà cho chó râm đọt yò rò bún trứng đô hà nà chuẩn bị hà nhờ nà wà thà rân cử đờ rì mô sức tô in chân hà nân mà ẩm mừng khá chỉ có thô chân hàn thà nhàn sân công chó kinh hề chuyện bên hát suy nên có xin nghĩ ta. Rồi, ok. Em thấy rất xé. Rồi, bây giờ cô nhờ một bạn đọc lại trang đi. Trang rồi, trang này. Em đọc một lửa thôi cô nhé. Ừ, rồi. Chân hát kêu hê xó ở bê ôn chung cổ cờ đơn xa rung hê bố kí uy hê chơ rơ mư chơ ư mư rô chung cổ kê khát sư mì đà chung cổ cơn viên nà wá song chàng y bà ra mì rê khá lươn song y lộp phá bố sư mì đà xê kê hoa lươn cung cổ lươn mà lươn kì yọc bí chung cổ kê chin chun ha gi si cha ke ki te mu ni ni da ha chi man mu tung ka si sip chi nen anas mi da pi cha mun che ro pi ku ke ya han te do ik as mi da ik sa su mi da krona o ki ha chi an ko ta si do chon he su mi da 제가 중국에서 다니니 회사는 독일 기업인 때 중국에서 산고 있는 외국인의 다양한 경험은 중요하게 생각했습니다. 중국인 등과 비교해 부족한 언어 신입이지만 다양한 경험은 한국인이라는 점에서 좋은 점수를 받고 합격하게 되었습니다. 아, ok. Và những chỗ này cô các bạn để ý cho cô những cái chỗ mà câu nó thường liền những cái chỗ người ta chia định ngữ ấy, chúng ta không đọc tắt ra. Ví dụ như trong chỗ này. BQ2 bố chúc khăn ẩn. Bố chúc khăn ẩn. Mình không tách ra cái này, nó là định ngữ, nó không phải là hai câu, cho nên mà bu chúc khăn sang bên là ẩn giống như một cái câu mà chúng ta bẻ nó ra làm hai ấy. Cái câu của người ta mình gứt ra làm hai ấy. À, đây là phần định ngữ, nó viết cắt ra thôi, đó là cách viết nó tách ra, nhưng đối với cách đọc thì nó là một câu. Thì chúng ta mà đọc ví dụ như trong trường hợp này BQE bu chúc khăn ẩn bắt đầu là thành hai câu. Ở đây bu chúc khăn ẩn là cái vấn đề về gì đây, cái ngôn ngữ nó bị thiếu sót. Thì ở đây họ định ngữ này. Đó, em có chỗ định ngữ bu chúc khăn ẩn này, và nhũ trên định ngữ này nó là một câu. Định ngữ là từ động từ kết hợp với danh từ để biến thành một đại danh từ to, thì nó chỉ là một câu thôi. Cho nên cách viết nó tách ra nhưng cách đọc nó không có tách ra. À, cho nên những cái chỗ như ví dụ như cô lặp lại một lần nữa các bạn. Cho nên từ từ cho các bạn, cho nên hát kêu về so, ngưng một cái. Ví dụ chỗ này là ngưng hơi này, nếu các bạn muốn ngưng hơi thì chúng ta ngưng hơi chỗ này là hát kêu hề sơ. Theun chung cúc cơ rưng, theun chung cúc cơ rưng là liền luôn. Tại vì đây nó không phải là chủ ngữ nữa,
mà nó là một câu. Khi chúng ta dịch nó cũng dịch nó là một từ, đúng không? Cho nên chúng ta dịch làm sao chúng ta đọc làm vậy các bạn. À, 회원 중국어는 사용해보기 위해. Nó là một cụm liền luôn. Chúng ta không sa dòng he xong bô ki xong quỳ he thì giống như một cái câu mà chúng ta ngắt ra làm ba. Nó là một câu, nó là một mệnh đề đó, chúng ta đặt theo từng mệnh đề. Sa dòng ha gì đây, sa dòng he bô ki quỳ he chấm mưa rồi Trung Quốc kê khát sầm gì đó, chấm mưa rồi Trung Quốc kê khát sầm gì đó. À, nó là cả câu mình ngưng một cái chấm mưa rồi Trung Quốc kê khá xưng này đã. Thì giống như cái câu nó bị đứt ra từng từng đoạn từng đoạn từng đoạn ha. Trung Quốc kê thì chỗ này nè, nó mới đứt nè. Tại vì nó là chủ ngữ, như cô nói, dịch làm sao chúng ta đọc làm thế. Trung Quốc kê tại vì nó mệnh đề, chúng ta tách ra từng mệnh đề. Bình no quá, sơn trang nghi. À, đây là có thể ngưng này. Là tại vì y ca mệnh đề nó tắt ra. À, y ca ưng nương tắt ra này. Bờ ngò qua sang chiên đi ngưng một cái. Ba lê mì đi khả năng sườn nghi nộp ba. Đó, chỗ này nương sườn nghi có thể ngưng một cái. Ba lê mì đi khả năng sườn nghi nộp pa bố sườn nghi đạ. Nộp pa bố sườn nghi đạ. Chỗ này là liền nhau. Nộp pa bố y đạ. Ngữ pháp mà, là liền nhau. Đó, liền chúng ta đọc liền. À, ngưng một cái, ngưng hơn một cái là những chỗ nào mà chúng ta ngưng hơi này. Đó, đó là những câu như cô nói Trung Quốc cơn bệnh no qua sang chín nhi. Đó ni ba li mi re khả năng sơ nhi. Đó, những cái chỗ mà chúng ta có thể ngưng được nà ba bố sơ nhi đó. Nhưng mà chỗ nô ba bố tà này chúng ta không ngưng, tại vì nó là một câu. Xe kê hòa rưng. À, xe kê hòa rưng. À, xe kê hòa rưng cung cu nâng mạnh nâng kia pi. Cung cù nâng mạnh nâng kia đi, nó là một đoạn luôn, nó là ngữ, các cụm này là một danh từ, đó là một từ, cho nên chúng ta đọc cung cù nâng mạnh nâng kia đi có một cái danh từ thôi mà chúng ta ngắt nó làm ba. À, cho nên là vậy đây, chúng ta bây giờ học trung cấp rồi, cho nên cô càng ngày càng đi khó một tí xíu. Đặc biệt chúng ta học trung cấp rồi thì đôi khi chúng ta đọc cái bài này, à cái bài cô dạy gì thì đến trung cấp rồi mà đọc cái này không được chết cô ha. Cho nên là vậy đây. Xe kê hòa rưng cu cu nâng mạnh nâng kia bi. Đó, cái chỗ này mới ngưng nè. Trung cu kê chinh chun hạ kì xì chắc khét kì tề mùn nìm nì đà. À, cái chỗ này là nó cũng là cả câu định ngữ hạ kì và đấy cuối câu luôn. À, chinh chun hạ kì xì chắc khét kì tề mùn nì đà. Cái kì tề mùn là người ta cách viết thôi, cách viết là người ta tách ra. Nhưng khi đặt nó là một cụm mà các bạn, nó là một mệnh đề đi với cái tim mình đây, đúng không? À, cho nên trong trường hợp này tiếp tục hạ chế man mẫu tương của si. Đó, chỗ này ngưng hơi một cái. Tại vì mình ngưng được, tại vì nó hai mệnh đề. Xíp chì nâng ảnh nát xâm nề tạ. Xíp chì nâng ảnh nát xâm nề tạ là một. Xíp chì nâng xong ngưng một cái ảnh nát xâm nề tạ là cái câu các bạn bé làm đâu. Đó. Bi ra mụn chế đô cái cúc khệ gia hăng đề đô isosumida. À, thì chỗ này bi sa mụn chế đô cái cúc khệ gia hăng đề đô isosumida. Cả này cũng là một cụm mụn. Bi sa mụn chế đô có thể ngưng hơi tại vì đó, nó rô lên, nó là một ngữ pháp rồi. Cúc cái cúc khệ gia hăng đề đô là một, tại vì hai ngữ pháp này nó nói liền một câu này. Đó, cái cúc khệ gia hăng đề đô isosumida. Kurana, à, kurana, à, là từ kết nối mạnh đề, chúng ta có thể ngưng. Fukihachi anko. Fukihachi anko, họ viết tắt ra thôi, nhưng mà chúng ta là một câu. Cách viết khác với cách đọc. Cái nào là một câu? À, Fukiha, cái chúng ta hachi, cái chúng ta ngưng một cái, chúng ta anko. Cũng cái câu bẻ làm đâu. Fukihachi anko, tashishi jakketsumnida. À, tại đồ chân của nhầm tại đồ chân nét sừng gì ta. À, chè ca Trung Quốc kể cho. Chỗ này có thể ngưng. Trung Quốc kể ra tại nhi nâng huệ xa nâng tổ kinh là cả câu. Tại nhi nâng huệ xa nâng tổ kinh kia bình đề. Chỗ này mới ngưng nè. Nó là một câu danh từ, nó cả chia cả danh từ định ngữ, nó chia thành một cụm đại danh từ to.
thì chúng ta ngưng nó một cái, ví dụ như cô nói là này, giống như cái câu này chúng ta ngắt gặp chè ca Trung Quốc kể so tán với những huệ xa nâng tục kinh kia bình đề, chỗ này mới là ngưng này, kia bình đề ngưng hơn một cái Trung Quốc kể so sai cô hiện nâng, câu này sai cô hiện nâng là liền luôn, và tại vì chỗ này nó cách thôi nhưng chúng ta nói là một câu sai cô hiện nâng huệ quốc kiện nè, đó chỗ này chúng ta mới ngưng nè, cả này là một câu nè. Định ngữ nó chia thành một đại danh từ to thì chúng ta nói là một câu rồi, nó đã chia thành đại danh từ to thì chúng ta gứt nó ra làm hai, chúng ta giống như cái từ chúng ta xé ra làm ba đấy. À đây là gì đây, Trung Quốc kể so sánh cô hiện nâng huệ quốc kiện nè, đó tới đây mới ngưng nè, chúng ta ngưng hơi này để tài giang hanh cầu hơn mơ, tài giang hanh cầu hơn là một chứ không có là tài giang hanh xong tới cầu hơn mơ. Tại gia hắn cầm mơ chúng vô hạ kê sẵn các khách sùm đi đạ. Chúng vô hạ kê sẵn các khách sùm đi đạ. Nó là một câu. Tại vì nó là một cái ngữ pháp đi như nha. Nó là một mệnh đề. Chúng ta đọc cũng là một mệnh đề. Trung Quốc kiên tình đô. Trung Quốc kiên tình khoa. Bị khiêu hê bù chúc khăn. Đó, nó là cũng là một đề. Bù chúc khăn ẩn nâng ơ. Bù chúc khăn ẩn nâng. Bù chúc khăn ẩn nâng. Nó là một cái. Chúng ta thấy nó cắt ra cho chúng ta tưởng đâu nó là chúng ta phải đọc ngưng hơi đúng không? Okay. Bu chúc khăn ẩn ngơ, nó là một danh từ, nó là một cụm từ. Bu chúc khăn cờ ẩn ngơ sư lập kỳ chỉ man tài giang hát đã tới chỉ man này chúng ta có thể ngưng này. Sao mình để sao? Tài giang hát cờ ngơ mơ, tài giang hát cờ ngơ mơ là liền, không có tài giang hát sao mình cờ ngơ mơ. Tài giang hát cờ ngơ mơ, hát quê cúc kinh rạ nơ. Đó. Hanh quê cu kia là nên cũng là ở đây sử dụng rất là nhiều định ngữ, rất là nhiều định ngữ nói với nhau thì định ngữ nói với nhau thì nó đã nói thành một đại danh từ to thì nó là một ha. Quê cu kia ni đà nên chôm mẹ so chột ưng chôm xù rừng, chột ưng chôm xù rừng cũng là một đại danh từ to cho nên nó là một chôm ưng chôm xù rừng bạc cô hắc cứ khả kê trở xuống đi đà hắc cứ cưng hanh huệ nữa. Đó, nó là một ngữ pháp chúng ta đọc liền luôn, hấp cấp hanh xong hu hề nương, hấp cấp hanh hu hề nương, trong văn nói cũng thế, giống như chúng ta hay nói hai câu đấy các bạn ha, hấp cấp hanh hu hề nương nó là một ngữ pháp mà. Hê sao ở mô đơn chẳng su hen hà ki quỷ hê hà ki quỷ hê, đó mình đừng để ý cái dấu cách của nó, mình để ý cái câu của nó các bạn, dấu cách là cách viết trong vở ô ly thôi đó, cho nên cái hàng nó khó như thế đấy các bạn ha. Chúng ta để ý từng ly từng tí, ví dụ như vì sao tới lớp 4 này mà cô phải bắt các bạn thế này thế kia là vì chúng ta đã học tới là trung cấp rồi, cho nên những cái cơ bản này chúng ta phải nắm bắt ha, những cái nắm bắt để chúng ta làm sao cho nó hoàn hảo. Cho mơ chùm số bọc cô hấp cứ khả kê chết tới đâu vậy các bạn, vì hệ ở nơi công bố rừng cú chú ni Kuchuni haku isumida, kuchuni haku isumida, nó cũng là một ngữ pháp đấy, nó là một ngữ pháp haku ita ha. Yên hoa công bố rừng cả chi hà nâng của sơn, cả chi hà nâng của sơn, nó cũng là một rất là nhiều định ngữ trong đây ha, nó là một định ngữ. Xích chi ảnh xâm lý tả, xích chi ảnh xâm lý tả, chứ không có là xích chi, xong cái ảnh xâm lý tả. Tại vì nó là một ngữ pháp chi ảnh tả. Hà chi mà ni có tô chê ca, ban chân hay suy nâng, ban chân hay suy nâng nó là một ngữ pháp liền luôn. Chè ca ban ban chân hay suy nâng kỳ hoa là cô sen cắt khả cô, hay suy nâng kỳ hoa là cô sen cắt khả cô. Nó là một định ngữ đi với kèm với là cô sen cắt khả tạ hà cô, chúng ta biết ngưng này. Ban chân hay suy nâng kỳ hoa là cô sen cắt khả cô. Chúng ta mới ngưng hơi chứ không phải người ta bắt chúng ta đọc liền chúng ta không ngưng hơi được, là chỗ mình để chúng ta ngưng một cái cho nó một câu chúng ta ngưng, một câu chúng ta ngưng chứ không phải là một chấm chúng ta ngưng, một cách chúng ta ngưng đó. Lại đây thum mi nè so, thum mi nè so đó là một ngữ pháp, là chúng ta đọc ngữ pháp này giống như dịch vậy đấy các bạn. Yoshimi haku isumida, yoshimi haku isumida, yoshimi haku isumida nó là một câu. Sa xin Trung Quốc kể so, ngưng có thể ngưng chỗ này kể so cứ ngưng mà có thể tắt ra. Hôn cha sẽ hoa làm ơn, hôn cha sẽ hoa làm ơn. Yê ha ki ở đâu môn hoa, ở đâu môn hoa là không được ngưng ra nha, tại vì nó là gì đây,
Arun muốn ho, đó là định ngữ, nó là một. Arun muốn ho tên mình nè. Cố gắng ngữ đâu thủ ra khả cô. Thủ ra khả cô. Nó còn ship phất tân nữa. Cô ship tà, nó là một. Thì chúng ta khả cô, chúng ta không ngưng cái xong ta, chúng ta đi cô ship tà mà là cố gắng ngữ đâu thủ ra khả cô ship phất tân. Nó là một. Cô ship tà nó là một. Ship tân. À, rồi xong còn nữa chọt kia nữa, cho nên cô đọc cái chỗ này nó hơi dài, hồi nãy là cô đọc liên luôn hơi dài này. Cô ăn ở đâu cả cô ship phát tên chọt kia hâm thù bon nhi à nhớ sừng ta thì hâm thù bon nhi cô mới ngưng một cái xong à nhớ sừng ta đó, cả câu nó liền như thế. Và tiếp tục nữa là à kia cúc cả chi sen cất khăn cần trần tô rô đây. Sơn cái thành trần tô lô nó là một, trần tô lô nó là một ngữ pháp thì nó gắn với trần tô lô nó là một câu. À sen cất khăn trần tô lô him từ đất tân đó, him từ đất tân, him từ đất tân trở nên cứ đà ra em muốn hòa đừng bà ta từ đi nương chè à kể cả cụm này đọc nhanh lên à, nó là dính một em muốn hòa đừng bà ta từ đi nương cha xe ca mới ngừng bà ta từ đi nương cha xe ca. Nó là định ngữ, nó là một đại danh từ. À, cha xe ca bu chốc khét tạ nâng cỏ sinh, bu chốc khét tạ nâng cỏ sinh nó là một, nó không phải chủ ngữ, nó là tạ nâng này là nó là định ngữ. Tất tần tật các định ngữ nó là một câu. À chúng ta không tách ra bu chốc khét tạ nâng cỏ sinh à là dứt cái câu của người ta ra ha. Bu chốc khét tạ nâng cỏ sinh ke tạ cô cứ muốn hoa đơn in nâng cử thể đâu, in nâng cử thể đâu. In nâng cử tế đô bạc ta thử đi kì si chắc khét xin đi bạc ta thử đi kì si chắc khét xin đi à cứ đó chà à cứ đó chà. Cho nên vì sao cô nói khi chúng ta đọc lại làm sao đọc cho người ta nghe rõ, hầu như đôi khi đọc mà không, mình không biết, người ta không biết mình đọc cái gì là vì đôi khi mình đọc nó ngưng không đúng và cái câu này nó dính vào câu kia đó, chính vì tiếng Hàn nó như thế, mình nói cũng vậy, nó vậy mình ngưng không đúng thì từ này nó dính vào từ kia thì người ta không hiểu cái từ đó là cái từ gì đó, chính vì thế ha. À nỗ lực kể tôi cứ tin mà đi cả chín muốn nói e cha chân chân mi bộ ý kia sẽ chắc hết rồi ta chân bộ thơ xin có xin xin có xin xin có xin luôn các bạn cũng nói là một xin có xin없습니다 저처럼 여러분 등도 하나하나 준비하여 나와 다른 cử từ nghe à, 나와 다른 cử từ nghe chứ không có 다른 sau cái cử từ, nó là một, 다른 cử từ là một, 다른 cử từ nghe 모습도 인정하는 마음은, 인정하는 마음은 nó là một, đó cho người ta biết luôn 인정하는, xong 마음은, 인정하는 là gì, còn 마음은 là gì, à thì chúng ta phải liên kết với nhau, tại vì ở đây người ta chia định ngữ nó thành đại danh từ rồi thì nó là một. In chân hai nước mở mưng à, in chân hai nước mở mưng cả chi cô tồn chân hắn tạm nhân sơn công chợ kinh hè quê, sơn công chợ kinh hè quê đó là một, sơn in chợ kinh hè quê chi ở bên đó, cho nên hồi nãy cô đọc chỗ này là nhanh này, tạm ơn sơn chân công chợ kinh hè quê à sơn công chợ kinh hệ quê chia bên hai suy sơn có sừng đặt nói là một, sơn công chợ kinh hệ quê chia hệ quê chia bên hai suy gì đây ít có sừng đặt, cho nên cái chỗ này mình đừng để nhìn dấu cách nó mà mình ngưng các bạn, tại vì cách nó là cách viết, cái cách của nó là cách viết, còn cách nó không phải là cách đọc, của nó là cách viết để chúng ta viết vào vở ô lê, cách làm sao cho phân ra cho khi người ta nhìn mình viết thế nào cho nó gì đẹp người ta nhìn rõ, và cách chuẩn của cách viết Hàn Quốc là như thế, nhưng khi cách đọc mình tách ra nó như thế theo cách viết là mình bị tách cái câu nó ra xé cái làm ba làm bốn làm tư làm năm rồi đấy các bạn ha, cho nên là chính vì như thế chúng ta cách đọc chúng ta là dựa theo từng mệnh đề, từng mệnh đề câu dựa theo từng ngữ pháp, ngữ pháp là đi ha, cô ý tà nó đi liền với nhau, chi ạn tà nó cũng đi liền với nhau, tê môn nê và ngữ pháp mà chúng ta đã học hết, nhất là trợ từ họ nhầm nhá, nhất là định ngữ, định ngữ nó chia, chúng ta chia thành định ngữ rồi thì đã tạ
đó ta, động từ với danh từ thành định ngữ và tạo thành một đại danh từ to thì nó là một, người ta viết cách ra thôi nhưng nó là một câu. Ví dụ ở đây rất là nhiều định ngữ, chúng ta học từ lên trung cấp rồi thì câu nào nó có định ngữ trong đấy. Cung mơ cua nương mạnh, ví dụ như cung cua nương mạnh nên kia pi, nó là một, chứ chúng ta không đọc là cung cua nương mạnh nương kia pi, cung cua nương mạnh nương kia pi thì cung